Khủng long ăn cỏ. Ankylosaurus, chiều cao 2m, chiều dài 10m, nặng 6,5 tấn. Lưng và đầu của Ankylosaurus được bao phủ bởi vô số tấm xương rất cứng và tròn như biếu. Chúng có vũ khí cực khỏe chính là các gai trên đuôi của chúng. Chúng dùng cái đuôi của mình để chống lại kẻ thù. Apatosaurus, chiều cao 5m, chiều dài 25m, nặng 30 tấn. Achenithomid, chiều cao 1,5m, chiều dài 3m, nặng 50 cân. Chúng là loài khủng long ăn cỏ có kích thước bé nhất. Brachiosaurus, chiều cao 14m, chiều dài 24m, nặng 80 tấn, tương đương 10 con voi châu Phi. Brachiosaurus là loài khủng long ăn cỏ lớn nhất, chúng ăn tới 120 cân cỏ mỗi ngày. Camarasaurus, còn gọi là khủng long khoang rỗng do có những phần rỗng bên trong đốt sống. Chiều cao 6,4m, chiều dài 18m, nặng 51 tấn. Chamosaurus, chiều cao 2,5m, chiều dài 7,5m, nặng 1,5 tấn. Chamosaurus còn gọi là thằn lằn hở, xuất phát từ những lỗ lớn trên tấm da mọc như cái khiên trên cổ của nó. Chukingosaurus, chiều cao 2,5m, chiều dài 7,5m, nặng 3 tấn. Các gai ở đuôi của chúng có chiều dài khoảng 40cm, dùng để chống lại kẻ thù. Corythosaurus, chiều cao 2,5m, chiều dài 9m, nặng 4 tấn. Chúng nổi bật với chiếc mào trên đỉnh sọ trông giống như một cái rìu. Cryptosaurus, chiều cao 2m, chiều dài 7m, nặng 500 cân. Chúng có vũ khí cực khỏe chính là các đuôi của chúng. Chúng dùng cái đuôi của mình để chống lại kẻ thù. Diplodocus, chiều cao 5m, chiều dài 29m, nặng 16 tấn. Chúng là loài khủng long ăn cỏ có đuôi dài nhất, tới 16m, có đặc trưng ở những cái cổ và đuôi dài ở tư thế nằm ngang với chân trước ngắn hơn chân sau. Dracorex, chiều cao 1m, chiều dài 3,5m, nặng 600 cân. Dracorex có hộp sọ rất dày, chúng thường sử dụng để đánh nhau khi tranh giành thức ăn và địa bàn. Edmontosaurus, chiều cao 3m, chiều dài 11m, nặng 4 tấn. Edmontosaurus thuộc loài khủng long mỏ vịt vì chúng có cái mồm mở rộng giống con vịt. Chúng có một cái mào nhỏ trên đầu. Gallimimus, chiều cao 2m, chiều dài 4,5m, nặng 400 cân. Gallimimus là loài động vật ăn cỏ và cả ăn thịt. Chúng không có răng và có thể di chuyển như chim hiện đại và là một trong những loài khủng long nhanh nhất. Với tốc độ như một con báo hiện đại, nó có thể chạy lên đến 80 km/h. Huangosaurus, chiều cao 2m, chiều dài 8,5m, nặng 3 tấn. Chúng có gai dọc theo thân và đuôi. Chúng sử dụng cái đuôi có gai của mình để tự vệ khi bị tấn công. Kenchosaurus, chiều cao 2,5m, chiều dài 4,5m, nặng 3 tấn. Maiasaura, chiều cao 2,5m, chiều dài 9m, nặng 1 tấn. Maiasaura là một loài khủng long chân chim có mỏ vịt. Chúng đẻ trứng trong những chiếc tổ khổng lồ và nuôi thú con khi chúng nở, cho nó ăn giống như loài chim. Mutaburasaurus, chiều cao 2,5m, chiều dài 8,5m, nặng 3 tấn. Mamenchisaurus, chiều cao 18m, chiều dài 25m, nặng 60 tấn. Mamenchisaurus nổi bật với cái cổ dài hơn nửa chiều dài cơ thể. Chúng là loài khủng long ăn thực vật lớn nhất so với các loài khủng long cùng thời. Nodosaurus, chiều cao 1,5m, chiều dài 7,5m, nặng 2,5 tấn. Lưng và đầu của Nodosaurus được bao phủ bởi vô số tấm xương rất cứng và tròn như biếu. Pachycephalosaurus, chiều cao 1,5m, chiều dài 4,5m, nặng 500 cân. Pachycephalosaurus còn gọi là thằn lằn đầu dày. Chúng có thể chạy với vận tốc 25 km/h. Mặc dù chậm hơn ô tô nhưng vẫn thuộc nhóm các loài khủng long chạy nhanh nhất. Chúng có hộp sọ rất dài, lên đến 25cm và cực kỳ cứng. Chúng thường sử dụng chúng để đánh nhau khi tranh giành thức ăn, địa bàn. Parasaurolophus, chiều cao 3m, chiều dài 10m, nặng 2,5 tấn. Parasaurolophus còn gọi là khủng long sừng dài. Chúng không có vũ khí đặc biệt nào để chống lại kẻ thù nên chúng thường sống theo bầy. Khi gặp nguy hiểm, chúng kêu to lên để kêu gọi sự trợ giúp từ đồng loại. Pentaceratops, chiều cao 3m, chiều dài 8m, nặng 5 tấn.
Pentaceratops có 3 sừng trên đầu, mỗi sừng dài tới 1 mét, có thể chống lại sự tấn công của khủng long bạo chúa. Polacanthus, chiều cao 2 mét, chiều dài 7 mét, nặng 900 cân. Sauropeta, chiều cao 2 mét, chiều dài 8 mét, nặng 1,5 tấn. Lưng và đầu của Sauropeta được bao phủ bởi vô số tấm xương rất cứng và tròn như biếu. Sinoceratops, chiều cao 5 mét, chiều dài 5 mét, nặng 450 cân. Nó có một cái sừng ngắn hình móc câu trên mũi của nó và cổ nó có một loạt các tấm sừng cong về phía trước giống như một cái vương miện. Stegosaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 10 mét, nặng 3,5 tấn. Stegosaurus là một trong những loài khủng long ăn cỏ lớn nhất. Các gai ở đuôi của chúng có chiều dài khoảng 40 cm. Khi bị tấn công, chúng sử dụng cái đuôi có gai để tự vệ. Struthiomimus, chiều cao 1,5 mét, chiều dài 4,5 mét, nặng 150 cân. Chúng còn gọi là đà điểu bắt trước. Chúng đi bằng hai chi sau thon dài, hình dáng giống đà điểu hiện nay và cái mỏ không có răng. Các nhà khảo cổ tin rằng nó có thể là loài ăn cỏ thay vì ăn thịt. Stegimolop, chiều cao 1,5 mét, chiều dài 3,5 mét, nặng 80 cân. Chúng còn gọi là thằn lằn đầu dày vì hộp sọ của chúng rất dày và cực kỳ cứng. Chúng thường sử dụng đầu để đánh nhau khi tranh giành thức ăn và địa bàn. Styracosaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 8,5 mét, nặng 3 tấn. Nó có từ 4 đến 6 sừng nhô ra từ diềm cổ trên đầu, một sừng nhỏ ở mỗi bên má và một sừng dài 60 cm, rộng 15 cm, nhô ra từ mũi. Torosaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 8,5 mét, nặng 6 tấn. Chiseratops, chiều cao 3 mét, chiều dài 9 mét, nặng 10 tấn. Chiseratops hay còn gọi là khủng long ba sừng, chúng có kích thước ngang với khủng long bạo chúa và mỗi sừng của nó dài đến 1 mét nên chúng có thể chống lại sự tấn công của khủng long bạo chúa. Tocintosaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 10 mét, nặng 3 tấn. Khủng long ăn thịt. Arosaurus, chiều cao 4 mét, chiều dài 12 mét, nặng 2,5 tấn. Arosaurus là khủng long ăn thịt lớn đi bằng hai chân, hộp sọ của nó khá lớn và được trang bị hàng tá răng sắc nhọn, chi sau dài và khỏe, chi trước nhỏ với 3 ngón tay. Baryonyx, chiều cao 4,5 mét, chiều dài 7,5 mét, nặng 2 tấn. Nó có bộ mõm dài, thấp và bộ hàm hẹp, được so sánh với cá sấu. Chúng có nhiều răng sắc nhọn với răng cưa, nó có chân trước khỏe với móng vuốt đầu, ngón tay dài khoảng 31 cm. Carnotaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 10 mét, nặng 2 tấn. Chúng là động vật ăn thịt đi bằng hai chân, kết cấu cơ thể nhẹ. Những cái sừng đặc biệt trên đầu và cái cổ đầy cơ bắp có thể sử dụng để chiến đấu với các đối thủ cùng loài. Chúng là một trong những khủng long chân thú lớn chạy nhanh nhất. Ceratosaurus, chiều cao 3 mét, chiều dài 9 mét, nặng 1 tấn. Ceratosaurus còn gọi là thằn lằn sừng, xuất phát từ một cái sừng trên mũi của nó. Chúng là một chi khủng long chân thú ăn thịt lớn. Nó có hàm lớn, răng giống lưỡi dao và một cái sừng lớn trên mõm. Chi trước có kết cấu mạnh mẽ nhưng khá ngắn. Deinonychus, chiều cao 1,3 mét, chiều dài 3,2 mét, nặng 100 kg. Chúng thuộc loài khủng long ăn thịt nhưng có kích thước khá nhỏ. Kích thước cơ thể giống đà điểu và đặc biệt móng vuốt rất dài khiến chúng trở thành một kẻ ăn thịt nhanh nhẹn hoạt bát. Dilophosaurus, chiều cao 1,7 mét, chiều dài 3 mét, nặng 300 kg. Dilophosaurus còn gọi là thằn lằn hai màu vì nó có một cặp màu hình đĩa dọc trên đầu sọ. Giganotosaurus, chiều cao 4 mét, chiều dài 15 mét, nặng 14 tấn. Indoraptor, chiều cao 3 mét, chiều dài 7 mét, nặng 7 tấn. Indominus, chiều cao 12 mét, chiều dài 15 mét, nặng 7 tấn. Chúng thuộc loài khủng long bạo chúa có kích thước lớn nhất và cực kỳ dữ tợn. Chúng ăn thịt các loài khủng long khác và thậm chí các con khủng long bạo chúa khác cũng bị ăn thịt. Mazungasaurus, chiều cao 2 mét, chiều dài 9 mét, nặng 1 tấn. Chúng thuộc loài khủng long chân thú. Chúng là một loài ăn thịt đi bằng hai chân với mõm ngắn. Chi trước rất ngắn, trong khi chi sau dài hơn và rất chắc nịch. Chúng có một cái sừng tròn trên đầu,
Lucia Canthosaurus, chiều cao 2m, chiều dài 8m, nặng 2 tấn. Chúng thuộc chi thần lằn gai vì có nhiều gai trên lưng. Spinosaurus, chiều cao 5m, chiều dài 16m, nặng 20 tấn. Spinosaurus còn gọi là thần lằn gai, là loài khủng long ăn thịt to lớn nhất được biết đến. Chúng sống cả trên cạn và dưới nước như cá sấu. Các gai trên lưng của chúng tạo thành các cấu trúc giống cánh buồm. Các gai này có chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Chichomimus, chiều cao 3m, chiều dài 11m, nặng 5 tấn. Chichomimus còn gọi là khủng long cá sấu do chúng có hộp sọ giống loài cá sấu. Tyrannosaurus, chiều cao 4m, chiều dài 14m, nặng 8 tấn. Tyrannosaurus còn gọi là khủng long bạo chúa, chúng sinh sống tại Bắc Mỹ. Mặc dù có cơ thể to lớn nhưng khủng long bạo chúa có thể chạy tới 40 km/h. Chúng có một cái đầu lớn và một cái đuôi mạnh mẽ. Hai chân trước của khủng long bạo chúa rất ngắn, nhưng hai chân sau của chúng thì vô cùng mạnh mẽ. Khủng long bạo chúa có răng sắc và móng vuốt sắc nhọn giúp chúng có thể săn mồi dễ dàng. Chúng là loài săn mồi cơ hội, thực hiện cả ăn thịt sống và xác thối. Chúng là một trong số động vật trên cạn có lực cắn lớn nhất. Velociraptor, chiều cao 1,5m, chiều dài 4m, nặng 150kg. Velociraptor còn gọi là chim săn mồi tốc độ và là một trong một loài khủng long ăn thịt nhỏ nhất, cũng như chạy nhanh nhất, vận tốc lên đến 60km/h. Với Pteranodon hay còn gọi là thần lằn bay, chúng nặng 18kg, thần lằn bay có sải cánh rất to và dài, con đực có sải cánh tới 9m, con cái nhỏ hơn, sải cánh dài khoảng 4m. Cánh của thần lằn bay rất thích hợp để bay vì chúng rất dài và hẹp. Chúng không vỗ cánh như chim mà sải cánh ra giống như tàu lượn. Mosasaurus, chiều dài 18m, nặng 20 tấn. Chúng là một trong những loài khủng long biển lớn và hung dữ nhất. Chúng ăn thịt các loài thần lằn biển và khủng long khác.